Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, độ bền của OnePlus 7 Pro thực sự là rất đáng nể khi mà mới đây, camera thò thụt của máy đã trở thành món đồ khui bia chỉ trong nháy mắt. OnePlus 7 Pro không những sở hữu những trang bị tuyệt vời như là màn hình 2K, tần số quét 90Hz, vân tay trong màn hình, Snapdragon 855 và camera selfie thò thụt cũng là những thứ không thể bỏ qua trên thiết bị này. Ngoài khả năng nâng được tảng xi măng nặng 22kg thì tính năng tự động rụt lại khi phát hiện máy bị rơi, cụm camera này vừa được phát hiện một biệt tài mới, đó chính là khui bia nhanh thoăn thoắt cho các quý ông. Một người dùng có tên là Rusty Randrews đã đăng tải một đoạn video ngắn cho thấy chiếc OnePlus 7 Pro có thể sử dụng camera thò thụt để mở tung nắp của một chai bia một cách rất là dễ dàng. Và anh chàng này sau đó thậm chí còn tag cả CEO OnePlus là ông Peter Lau để có thể xác nhận độ bền của OnePlus 7 Pro. Hiện thì OnePlus 7 Pro về Việt Nam với số lượng khá là ít và luôn trong tình trạng là cháy hàng, nên có thể thấy đây là một sản phẩm hot cỡ nào. Và OnePlus 7 Pro sở hữu vi xử lý Snapdragon 855, màn hình AMOLED cao với độ phân giải là Quad HD+ và kích thước là 6,67 inch với mật độ điểm ảnh là 516 ppi. Hệ thống camera chính gồm cảm biến Sony IMX 58648 MP, ống kính góc siêu rộng 16MP 117 độ và ống kính tele 8MP, viên pin dung lượng là 4000mAh với công nghệ sạc nhanh 30W. Và OnePlus 7 Pro được phân phối ở Trung Quốc với 3 phiên bản là 6GB, 128GB ROM, giá là 578 đô, 8GB, 256GB với mức giá là 651 đô, 32GB và 256GB bộ nhớ trong giá là 723 đô. Các bạn mến, đầu năm nay thì Oppo đã giới thiệu về bộ ba Oppo Reno, Reno 10X Zoom và Reno 5G tại châu Âu. Mới đây thì công ty vừa ra mắt một mẫu smartphone tầm trung mới có tên là Oppo Reno Z, đi kèm với mức giá là 190 euro, tức là khoảng 4,95 triệu đồng. Không giống như các thiết bị khác trong cùng series thì Reno Z sở hữu thiết kế màn hình giọt nước thay vì là cơ chế camera selfie thò thụt. Ngoài ra thì mặt lưng của chiếc điện thoại này cũng có hiệu ứng gradient cực kỳ đẹp mắt, bo cong ở các cạnh. Nói về thông số kỹ thuật thì Oppo Reno Z được trang bị màn hình AMOLED 6,4 inch, hỗ trợ độ phân giải là Full HD cộng 2340x1080 pixel và tỷ lệ khung hình là 19,599. Ở bên trong thì thiết bị mang sức mạnh phần cứng đến từ con chip Snapdragon 710 của Qualcomm kết hợp với GPU Adreno 616, RAM 6GB bộ nhớ trong là 128GB. Chúng ta sẽ không có khe gắm thẻ nhớ microSD. Và Reno Z được cài sẵn hệ điều hành Android 9.0 Pie với giao diện ColorOS 6.0 khi bán ra. Còn về camera thì chiếc điện thoại này sở hữu hệ thống camera kép ở phía sau, bao gồm cảm biến chính 48MP của IMX 586 đến từ Sony và cảm biến chiều sâu 50MP. Trong khi đó thì camera selfie nằm ở phần notch của màn hình giọt nước ở mặt trước và sẽ có độ phân giải là 32MP. Và theo dự kiến thì Reno Z sẽ được bắt đầu bán ra vào tháng tới tại châu Âu với mức giá là 190 euro, tức là khoảng 4,95 triệu đồng. Các bạn thân mến, BlackBerry K2 Red Edition được ra mắt lần đầu tại MWC 2019 với sự nâng cấp về dung lượng bộ nhớ trong và thiết kế màu đỏ đặc trưng của BlackBerry phiên bản đặc biệt. Theo đó, khi mà về Việt Nam, phiên bản BlackBerry K2 này sẽ có phần viền màu đỏ bao phủ gần như toàn bộ mặt trước lẫn khung viền của máy. Trong khi đó, phần bàn phím QWERTY vẫn giữ màu đen. Kết hợp với màu đỏ và bàn phím đen cùng các nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được mạ chrome rất là sang trọng, khiến cho K2 Red Edition vô cùng là bắt mắt và độc đáo. Không chỉ có thế, khi mở hộp thì người dùng sẽ tìm thấy phụ kiện tai nghe của máy cũng màu đỏ giống như thân máy vậy. Về phần cứng thì BlackBerry K2 Red Edition trang bị màn hình là 4,5 inch, bộ xử lý Snapdragon 660, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Gấp đôi so với là 64GB trên BlackBerry K2 phiên bản thường. Ngoài ra thì máy sẽ vẫn giữ camera sau kép là 12 và 12MP, camera trước 8MP và pin là 3500mAh. Phiên bản mới này cũng được cài sẵn ứng dụng BlackBerry Hub Plus với giao diện và trải nghiệm mới. BlackBerry K2 Red Edition được bán chính hãng với mức giá là 17.990.000 đồng với số lượng có hạn qua các cửa hàng quen thuộc như là Mai Nguyên, Sale Đen hay là Tiki, kèm theo chương trình khuyến mại tùy theo đại lý. Và là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì nhớ để lại ở phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.